Thưa quý vị, nhìn lại nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, những dấu ấn trên các mặt lĩnh vực công tác đều thể hiện đậm nét, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm cũng như tinh thần tiên phong xung kích đổi mới sáng tạo của thanh niên Đà Nẵng trên chặng đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáng sống. Có thể nói, xuyên suốt nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ hàng đầu được các cấp bộ đoàn tại Đà Nẵng quan tâm. Từ đây, hàng loạt các phong trào hành động cách mạng đã được tổ chức, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Có thể khẳng định là Ban chấp hành thành đoàn khóa 18 nhiệm kỳ 2017-2022 đã cơ bản hoàn thiện khá là toàn diện trên tất cả các mặt công tác theo như nghị quyết đại hội đã đề ra. Và có thể nói là trong một giai đoạn 2020-2021 thì thành phố chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn do cái đại dịch Covid-19. Thì từ đây nó cũng xuất phát rất là nhiều các cái mô hình cách làm hay và đã kịp thời thích ứng được với cái điều kiện khó khăn như vậy. Thì Ban chấp hành thành đoàn khóa 18 rất là tâm huyết cũng như là tâm đắc với các cái hoạt động, ví dụ như là cái giáo dục của đoàn, thì thông qua các cái tuyên truyền trên mạng xã hội và cũng như là online thì đã lan tỏa rộng rãi đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên về những cái nghị quyết, chủ trương của đảng, của đoàn, và từ đó các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện rất tốt những chủ trương này. Đáng chú ý, phương thức tổ chức các phong trào của đoàn ngày càng được đổi mới, thích ứng linh hoạt với thực tiễn, qua đó không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên mà còn góp phần đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua cái vai trò của mình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng đã đóng góp rất là nhiều cho an sinh xã hội, đặc biệt là tập trung cho các cái đối tượng nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có nạn nhân da cam. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cũng đã dành sự quan tâm sâu sắc đến tổ chức đoàn, tạo điều kiện thuận lợi chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy năng lực, bản lĩnh của đoàn viên thanh niên. Đây cũng là sự cam kết của lãnh đạo thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị là bên cạnh sự quan tâm chăm lo của xã hội, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và cái vai trò của lực lượng cán bộ đoàn, thì tôi đề nghị thanh niên thành phố cũng tiếp tục nâng cao cái tự có cái ý thức, nâng cao cái nhận thức chính trị, rồi tiếp tục xây dựng bồi đắp cái tư tưởng đạo đức lối sống của mình, cũng phải không ngừng học tập, nghiên cứu, trang bị cho mình những cái vốn tri thức, những cái kiến thức khoa học công nghệ, cái trình độ ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập để hoàn thiện bản thân mình. Một nhiệm kỳ thi đua sôi nổi của thanh niên Đà Nẵng đã khép lại với nhiều dấu ấn. Đây sẽ là động lực để tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục học tập, lao động và rèn luyện, ra sức cống hiến, lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống.